Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con bò cái chữa nha các bạn. Chữa 6 tháng, đang làm chữa 3B, đang làm chữa lứa thứ 4, 3B. Rụng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn. Mẫu Bombay nha các bạn, mẫu Bombay đòn, cái đòn dài sọc các bạn ơi. Rụng yếm nè, vú đều các bạn. Sai tích nghiêm chỉnh, sai lưng, sai mặt nghiêm chỉnh các bạn. Đó, có hùng có dạo các bạn, có hùng có dạo nha. Con này thì chữa 6 tháng 3B. Chủ báo giá là 46 triệu các bạn. À, 46 triệu, cao 1m3 bò các bạn. Cao 1m3 bò. Đó, qua đèn khui cái đu lớn này các bạn thấy không? Bốn vú đều luôn các bạn. Con này con của nó đây các bạn, cái con của nó bà bán riêng nha các bạn, bán riêng con đó nha các bạn. Con này thì 25 triệu các bạn, trúng yếm rồi nghiêm chỉnh. Con này thì mẫu Bombay luôn các bạn, mẫu này mẫu Bombay lên tàn độ các bạn, 25 triệu. Chân móng đồ hoàn thiện các bạn, đỏ ao từ đầu tới chân luôn các bạn, trúng yếm rồi nghiêm chỉnh nè, đỏ ao nha các bạn, sẽ mặt xe lưng rồi là nghiêm chỉnh hết. Yếm nè, yếm dày các bạn thấy không? Chân móng rồi là hoàn thiện nè. Yếm dày các bạn, sẽ mặt, sẽ lưng rồi nghiêm chỉnh hết. Đỏ ao từ đầu tới chân luôn nha các bạn. Sẽ lưng nè. Sẽ mặt rồi nghiêm chỉnh, yếm dày. Sẽ lưng các bạn thấy không? Con này cao 1m1 bò nè các bạn. 1m1 bò. Con này sau này các bạn nuôi lên mẫu tàn độ nha các bạn. Mẫu tàn độ nha. Cao 1m1 bò, 25 triệu. Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình comment trên màn hình các bạn. Bộ mẹ con này đúng gốc 51 luôn các bạn. Mẹ 46 triệu, con 25 triệu các bạn. Đúng gốc 51 luôn, mẹ chữa 6 tháng 3B lại các bạn. Con này sẽ lưng này các bạn không? Nghiêm chỉnh hết. Giá 25 triệu con nghé này các bạn. Im rúng rồi nghiêm chỉnh các bạn không? Chân móng rồi hoàn thiện hết. Bà mẹ đúng mẫu Bombay các bạn, mẫu mát sữa các bạn. Xe lưng nghiêm chỉnh này các bạn không? Xe lưng nè. Xe lưng các bạn không? Bà mẹ rất hiền các bạn, muốn sờ đâu sờ các bạn, xe mặt nè. Đỏ ao từ đầu tới chân yếm nè, chân móng nè các bạn không? Chân móng hoàn thiện hết, rúng yếm nè. Vú nè, bốn vú nè các bạn ha, bốn vú nè các bạn, súng nè, đuôi dài phết đất luôn các bạn. Bà mẹ đúng mẫu Bombay tàn độ luôn các bạn, mẫu Bombay đòn, chân móng sò nè các bạn ha, chân móng sò hết, đỏ ao từ đầu tới chân, quyền bò luôn các bạn. Đó, qua đèn khui nè các bạn ha, cậy đuôi lớn nè các bạn. Qua đèn khui cậy đuôi lớn. Qua đèn khui cậy đuôi lớn các bạn, chữa 6 tháng 3B các bạn. Chữa 6 tháng 3B, chủ báo giá là 46 triệu. Cao 1m3 bò các bạn. Cao 1m3 bò. Đó, anh em bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình comment trên màn hình nha các bạn. Đó. Cao 1m3 bò các bạn không, quyền bò các bạn. Mẫu Bombay đòn các bạn, cao 1m3 đòn chạy sọc các bạn, chữa 6 tháng 3B. Đang làm chữa lứa thứ 4 nha các bạn. Bò này có hùng nha các bạn, cái hùng lớn các bạn. Có hùng có dạo nha, có hùng có đòn các bạn. Quyền bò từ đầu tới chân luôn các bạn. Một màu đỏ ao các bạn ơi, đỏ ao từ đầu tới chân luôn. Giá 46 triệu. Đang làm chữa lứa thứ 4, chữa 6 tháng 3B, cao 1m3 bò các bạn. Qua đèn khui các bạn thấy không? Con này mình quay về chứ ngoài lớn các bạn, con nghé nó cũng y vậy các bạn. Rúng yếm nghiêm chỉnh, màu y như bò mẹ luôn các bạn. Màu y bò mẹ luôn. Con nghé này bây giờ thì bán riêng nha các bạn, giá 25 triệu nha, cao 1m1 bò. Qua đèn khui các bạn. Qua đèn khui cậy đu lớn, nó cũng quyền bò từ đầu tới chân nha các bạn. Giá 25 triệu các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.